Mến chào cô, chú bác, anh chị em đã trở lại kênh cây kiển bông trang Nhân Úc. Hôm nay Nhân Úc đến chỗ nhà của chú ba, có trồng một số cây trang vàng trưng son. Hôm nay Nhân Úc quay lên cho cô bác, anh chị em xem thực tế cây vàng trưng son và bông hoa của nó nở như thế nào và cành lá đọt nó như thế nào cho chi tiết cô chú bác anh chị em xem nha. Mình quay tiếp cận một cái hoa đang nở búp búp cho cô bác anh chị em xem, là cái chân nó màu son nha cô bác anh chị em, màu son đỏ son và nó có ra ba chi đó, nó đang nở búp búp mà. Là nó có cái nhị bông nhô lên khỏi cái cánh bông, nó màu vàng vàng của bác anh chị em. Đây cái bông nó đây, và cái độ lá của nó thì mình co vô co ra được, bẻ lên bẻ xuống được nha cô bác anh chị em. Lá của nó đây, nó có độ dũm, mình bẻ lên bẻ xuống theo chiều nó vẫn được, lên xuống thì vẫn được. Lá non cũng vậy, lá non cũng vậy mà lá già cũng vậy. Đây cô bác anh chị em xem kỹ nha, bông nó đang nở búp búp đây. Và cái nhặt lá thì nó cũng có nhặt lá bầu bầu, cuốn chân lá nó cũng có bầu bầu nha cô bác anh chị em. Đây cô bác anh chị em xem, và cái cuốn đọt nó hơi tím tím đỏ đỏ. Quay tận tường cận cảnh cây vàng trưng son cho cô bác anh chị em xem. Đấy, lá nó bẻ lên bẻ xuống và nó có nhặt lá ôm vào thân cây. Tiếp theo mình quay cái cây trong mát cho cô chú bác anh chị em xem nha. Này cây ngoài nắng. Theo mình quay cái bông nó đang nở cho cô bác anh chị em xem. Bông đang nở đây, nó chân là màu son. Cây này thì cây tơ thì bông nó sẽ nở rất là bự khi nó đang tốt. Mình quay tận tường cho cô bác anh chị em xem nha. Chú ba không còn mấy cây tàn cũng đẹp đẹp bự bự mà hỏi mua chú thì chú nó nói bán rồi. Cái này màu bông rất là đẹp và chú bác ơi. Tiếp theo mình quay cái cây trong mát cho anh em xem nha. Đây cái lá nó rất là dày và cứng. Nó cũng có cái đầu cuốn lá nó cũng nhặt và ôm vào cây nha anh em. Đây. Tiếp theo mình quay một cây đọt non cho anh em xem. Đọt non thì nó tím tím đỏ đỏ. Nà, bẻ lên bẻ xuống vẫn được. Đây thực tế mình quay cho cô bác anh chị em xem, có ông chú ba ông đang mằn cỏ luôn, ông đang chăm sóc mấy cây vàng trưng son của ổng. Đây là bông hoa đang nở búp búp. Cái này kẻ con nọ này rất là xiên bông cô bác anh chị em. Quay vài cây điển hình cho cô bác anh chị em xem thực tế cây vàng trưng son nó như thế nào, đọt và lá như vậy cho cô bác anh chị em xem, bông nó như thế. Tới đây thì Nhân Úc xin cũng kết thúc video. Trời, đang mặn ha.
Để trở lại cây đầu tiên thì cô bác anh em xin kỹ một lần nữa. Bông phồng tơ thì nó nở ba chi và nở bông rất là bự. Cuốn bông nó chân son. Và nó có nhị chỗ cánh hoa nhị giữa nó nở màu vàng nhô lên. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn toàn thể cô bác anh chị em đã xem kênh cây kiểng bông trang Văn Út. Cô bác xem kênh nhớ đăng ký cho Văn Út một đăng ký và một like để cho Văn Út có động lực sưu tầm những loại bông trang giống mới độc lạ và quý hiếm cho cô bác anh chị em xem nha. Mến chào và hẹn gặp lại.